Trước những Về Nhà Đi Con, Người Phán Xử, những phim Trung Quốc cổ trang, phim thanh xuân thời niên thiếu và các phim Hàn Quốc drama làm mưa làm gió tại Việt Nam như hiện nay, thì cách đây gần 20 năm, phim Hồng Kông hay cụ thể hơn là những phim truyền hình của TVB đã trở thành huyền thoại màn ảnh nhỏ một thời ở bất kỳ gia đình nào. Hồ sơ trinh sát này, truy tìm bằng chứng này, lực lượng phản ứng, hình cảnh, đấy những phim kiểu vậy. Điểm chung của tất cả những phim này là đều thuộc dòng phim trinh thám hình sự, một thể loại tưởng chừng như kén người xem nhưng mà lại trở thành một hiện tượng tại Việt Nam vào khung giờ đêm. Trong số đó thì không thể mà không kể đến Bằng Chứng Thép. Nó không hẳn là một bộ phim tiên phong trong dòng phim hình sự, thực ra nó lại còn sinh trong giai đoạn những phim này đã bị bão hòa. Nhưng bằng rất nhiều cách khác nhau, Bằng Chứng Thép đã vụt sáng và trở thành một trong những bộ phim trinh thám hình sự hay nhất màn ảnh nhỏ. Có lẽ những ai ngày xưa hay xem TV đều biết những dòng phim trinh thám hình sự nổi bật thời đó như Chạy Án, Bí Mật Tam Giác Vàng đều lấy góc nhìn từ phía cảnh sát, và xa hơn chút nữa là Thám Tử Lừng Danh Conan hay Thám Tử Kim Dae Chi lấy góc nhìn từ phía thám tử. Và bù một cái, Bằng Chứng Thép xuất hiện với một phong cách mới lạ hơn, lấy góc nhìn từ chính những người hỗ trợ cho cảnh sát, đấy là pháp y và pháp chứng. Điều này tạo nên sự chi tiết trong khâu phá án, không còn chỉ bằng những quan sát đơn giản và những lần ăn may đợi ai đó đưa ra gợi ý hay là chờ đợi sự sơ suất của hung thủ, mà Bằng Chứng Thép đưa chúng ta đi sâu vào công tác pháp y và pháp chứng, tìm hiểu kỹ càng hơn cách các bác sĩ và tổ điều tra tìm ra chân tướng sự việc thông qua khám nghiệm tử thi, hài cốt hay là phân tích các dụng cụ, đồ vật tưởng chừng như nhỏ nhặt và không liên quan cho lắm. Thực ra thì những bộ phim lấy góc nhìn từ pháp y và pháp chứng đã được TVB làm trước đó, chẳng hạn như là Hồ Sơ Trinh Sát hay là Truy Tìm Bằng Chứng, nhưng mà do công nghệ thời đó còn thô sơ và câu chuyện các phim đó chưa thực sự đào sâu vào công việc khám nghiệm mà lại lan man sang cái hướng drama tình cảm nhiều hơn, nên là nghiễm nhiên sự xuất hiện của Bằng Chứng Thép như một làn gió mới với khán giả. Vào thời điểm ra mắt, Bằng Chứng Thép phần đầu tiên đã trở thành cú hit với những vụ án cực kỳ phức tạp, rùng rợn và chân thực đến đáng sợ. Dàn diễn viên tiếng tăm và diễn xuất cũng thần sầu. Bên cạnh đó là những cảnh quay liên quan đến công việc khám nghiệm vô cùng chỉn chu, đảm bảo tính thực tế, đưa ra góc nhìn rõ ràng nhất cho khán giả. Và tiếp nối thành công đó thì phim chẳng ngại cái gì mà không làm những phần ăn theo, và thế là chúng ta có Bằng Chứng Thép 2, 3, 4 và 5. Trong số đó thì có lẽ phần 4 là cái phần trượt dài nhất của chuỗi phim và khả năng cao là sẽ không bao giờ mà có thể thành công như 3 phần đầu. Cho nên là trong video này, tôi sẽ tập trung nhiều vào phần 1 và phần 2, chính là những phần thành công nhất và quen mặt nhất với khán giả. Dàn cast chính của phần 1 và phần 2 bao gồm Âu Dương Chấn Hoa trong vai Xếp Cao Ngạn Bác làm nhân viên pháp chứng cấp cao, Mông Gia Tuệ trong vai Lương Tiểu Nhu hay Ma Đàm Lương, tổ trưởng tổ trọng án, Lâm Văn Long trong vai Cổ Trạch Thâm, bác sĩ pháp y, Trung Gia Hân trong vai Lâm Thinh Thinh, nhân viên pháp chứng. Sang phần 2, chúng ta có thêm Ma Đầm Mã do Sa Thị Mạn thủ vai. Có lẽ khi nhắc đến Bằng Chứng Thép 1 và 2 thì hình ảnh Xếp Cao Chọc chắc chắn là in sâu vào tâm trí khán giả nhất. Một cuốn bách khoa toàn thư luôn giải thích mọi chi tiết khó hiểu cho khán giả. Ma Đầm Lương, một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng mà cực kỳ cương trực và bản lĩnh. Bác sĩ Cổ Trạch Thâm, visual của phim, profile khủng khi mà từng làm giang hồ, hoàn lương trở thành bác sĩ pháp y và có nghề tay trái là tiểu thuyết gia. Nghe thôi đã thấy được lòng chị em. Lâm Thinh Thinh, người trong vai khán giả, luôn đưa ra những câu hỏi cần sự giải đáp. Ma Đầm Mã, người có chỉ số sát phu cao nhất phim, vì ai yêu cô thì không đi viện cũng chầu ông bà. Và rất nhiều diễn viên phụ khác nữa trong tổ pháp chứng và tổ trọng án, góp phần làm cho bộ phim thêm sự đa dạng tính cách và tạo được cái tính đồng đội trong quá trình điều tra các vụ án. Đó cũng chính là cái hay của phim, khi mà tạo ra được cái tương tác giữa các đồng nghiệp với nhau. Không có ai thực sự là người gánh kèo trên thông thiên văn dưới tường địa lý một mình cân hết như kiểu các phim thám tử trinh thám khác, mà ở đây họ là một đội nhóm cùng nhau làm việc, cùng nhau điều tra và truy bắt tội phạm. Không có ai là phế và bị bỏ quên trong đội hình, kể cả những nhân vật phụ nhất đôi khi cũng có những ý tưởng giúp chân tướng vụ án được phanh phui. Ngoài ra, tính chân thực của các vụ án là điều tiên quyết tạo nên sự thích thú cho khán giả. Không phải cứ là nhân vật chính thì bất tử, mỗi người chỉ có một mạng, bất cứ ai cũng có thể lên bảng đếm số bất kỳ lúc nào. Tiêu biểu nhất là vụ Xếp Cao bị bắt cóc. Vụ này thì giống vụ Takagi bị bắt cóc trong Conan, cũng là bị bắt xong có video quay. Ngoài ra còn có sự ra đi đáng tiếc của Lâm Thinh Thinh trong phần 2. Những người thân của các nhân vật chính cũng không phải ngoại lệ. Vợ của Xếp Cao cũng là nạn nhân của một vụ án, hay chính cả gia đình của Ma Đàm Lương cũng bị rơi vào vòng lao lý vì có liên quan đến các vụ giết người. Ta thường có thể thấy các vụ án trong Bằng Chứng Thép thường sẽ là sát hại người thân, giết người hàng loạt, hay là vô ý giết người và tìm cách lấp liếm. Hung thủ thì thường xuất hiện từ đầu và được nhà làm phim khéo léo tạo ra các chi tiết ẩn, giúp khán giả đoán giả đoán non được hung thủ, hoặc cũng có thể là một plot twist cực kỳ hack não mà đến khi biết kết quả rồi khán giả mới kiểu ủa ôi hay thế nhỉ. Nói chung là khiến khán giả trầm trồ trước khả năng điều tra cực kỳ ảo ma Canada của các nhân vật chính. Chẳng hạn như trong vụ án xác chết dưới cống, đã 2 năm trôi qua rồi, xác chết dưới cống đã phân hủy gần như hoàn toàn rồi, hung thủ tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng không có cái gì có thể qua mắt được tổ pháp y và pháp chứng. Thông qua kết cấu hộp sọ, phía cảnh sát đã phác họa lại được khuôn mặt gần như hoàn chỉnh của nạn nhân, sau đó tìm được DNA từ răng của nạn nhân, tiếp đó là điều tra được nhà của kẻ tình nghi đầu tiên, tìm được vết máu của nạn nhân dính trên tường nhà đã gần 2 năm và phát hiện ra DNA của cái xác và DNA vết máu trên tường là hai người khác nhau, và cuối cùng thì họ tìm ra được rằng là
cái người được cho là cái xác thực ra lại đang còn sống, và đấy mới chính là hung thủ thực sự. Nói chung là nó cực kỳ hack não mà đến cả những người trong phim cũng chẳng thể nhận ra. Nếu bạn nghĩ xác chết 2 năm vẫn phá được đã là nhiều, thì trong phần 2 chúng ta còn có một xác chết đã được chôn tận 10 năm. Và 10 năm có thể là nhiều để mà quên đi người yêu cũ, nhưng mà vẫn là quá ít để mà tổ pháp y có thể tìm ra hung thủ. Sau cùng thì vẫn là phương pháp tái hiện khuôn mặt để phía cảnh sát có thể xác định danh tính. Còn về hung thủ, họ tốn nhiều thời gian hơn, vì hung thủ lúc gây án là một đứa trẻ con 13 tuổi và cũng chính là con trai của nạn nhân. Hay để tăng thêm tính độc đáo, bằng chứng thép còn có vụ án giết người dựa theo tiểu thuyết. Hung thủ đã dựa theo tiểu thuyết của bác sĩ Cổ Trạch Thâm viết và đã thực hiện các vụ án giết người mượt hơn cả sách giáo khoa. Mấy cái ông mà bảo giết người dựa theo truyện Conan thì có khi cũng thành công không biết chừng. Hung thủ của vụ này tưởng xa nhưng mà lại chính là một người quen biết thân thiết của bác sĩ Thâm, và cô này còn đi xe lăn. Mục đích giết người thì do bị lậm chuyện, ảo giác tâm thần các thứ nên là đâm ra việc điều tra cũng khó khăn, và để khán giả nghi ngờ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Và nếu giết người nhà còn chưa đủ ghê rợn thì chúng ta còn có những vụ án giết người hàng loạt một cách ngẫu nhiên. Tiêu biểu nhất thì có lẽ là vụ giết hàng loạt những người phụ nữ đi xe lăn trong phần 2, khi mà hung thủ và các nạn nhân chẳng liên quan gì đến nhau. Hắn giết tất cả những phụ nữ đi xe lăn bởi vì năm xưa con của hắn mắc trong một đám cháy, các lính cứu hỏa lại ưu tiên cứu một người phụ nữ khuyết tật thay vì con trai hắn ta, thế nên là hắn đâm ra ghét phụ nữ khuyết tật và lính cứu hỏa. Và ma đầm Lương cũng là một nạn nhân của vụ này vì cô bị tật ở tay phải. Nhìn chung các vụ án của bằng chứng thép 1 và 2 rất là chú trọng phần thực tế, bởi vì thường là nhờ những kỹ năng thần sầu trong khám nghiệm và điều tra của các nhân vật mới dẫn đến được chân tướng sự việc. Đôi khi nó hơi ảo ma một tí nhưng mà vẫn đảm bảo được cái tính logic mà một bộ phim trinh thám cần có. Hơn nữa thì sự tương tác giữa các đồng nghiệp và câu chuyện bên lề của các nhân vật cũng tạo nên cái sự hòa hợp trong cả series phim. Các vụ án và giây phút cảm động được cân bằng để mà không tạo cảm giác nhàm chán cho khán giả. Ngoài ra không chỉ phần 1, phần 2 mà đến cả phần 3, phần 4 cũng có những vụ án ấn tượng và đủ sức nặng để thu hút khán giả. Nhưng về tổng thể mọi thứ thì bằng chứng thép phần 1, phần 2 đã làm tốt hơn rất nhiều và xứng đáng được đưa vào ngôi đền huyền thoại của dòng phim hình sự nói riêng và phim Hồng Kông nói chung. Bạn đã xem phim này chưa? Và cảm nhận về phim ra sao? Bạn có muốn làm recap phim này không? Hãy để lại comment ở phần bình luận. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.